Sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao chứng nhận khu công nghệ thông tin tập trung FPT Complex. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo quyết định số 261 ngày 19 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận khu phức hợp văn phòng FPT, FPT Complex là khu công nghệ thông tin tập trung, FPT Complex sẽ được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư dành cho khu công nghệ thông tin tập trung, theo quy định tại Nghị định số 154 năm 2013 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật. Hiện nay, FPT Complex là nơi làm việc của hơn 6.000 nhân sự trong lĩnh vực phần mềm. Dự kiến trong năm 2024, FPT Complex sẽ hoàn thiện giai đoạn 3, đáp ứng chỗ làm việc cho 10.000 nhân sự. Tại Đà Nẵng, riêng trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT đạt cột mốc tăng trưởng cao trung bình trên 20% một năm và tạo ra hơn 6.000 việc làm, góp phần đưa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nơi hội tụ về Đà Nẵng. FPT Complex là khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực phần mềm và dịch vụ nội dung số, là nơi quy tụ nguồn lực để phục vụ cho đào tạo, sản xuất phần mềm, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nơi mà các sản phẩm Made in Đà Nẵng sẽ vươn ra thị trường quốc tế nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số cho Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.